lại một lần nữa. Bạn điếu thuốc trên tay cùng với men rượu như ta vẫn chưa say, phải sống trong nhiều suy nghĩ cho bản thân của chính mình, vì một ánh sáng của tương lai. Nhiều lúc tự suy nghĩ tại sao người đời vẫn còn khinh thi. Trong mắt tao thấy tất cả mọi người đều được như nhau, cũng bởi tại vì cuộc đời này đang khốn, đối vật chất thì cũng đang thiếu thốn. Những người biết trước suy nghĩ cho tương lai thì những người đó mới là khôn. Giờ còn mày, giờ còn mày, còn mày thì sao? Chỉ biết trước mắt đâu phải là hay đâu, tất cả đều dồn hết vào bụng tiền ăn chơi của mày. Đó là mày đã sai, sai vì sao? Sai vì mày dùng đồng tiền vào những việc không đáng, cũng vì gây cuốn và thể xác của mày đang dần bị khô khan. Cuộc đời này là như thế đó, muốn được hai chữ bình yên cũng là thật quá khó. Cố gắng để sống chỉ trong ngàn lý do, hai chữ đường đời mang nhiều gò bó. Nên đừng lo lắng, hãy cố gắng bước lên, vì tương lai phía trước như là một ngọn nến đang chờ một ngày. Mày đúng là đời, nếu mày sống mà không biết đời thì mình sẽ sống như thế nào? Trong khi tương lai mày chưa có lỗi thì sẽ giống như trang giấy mình cố gắng để viết, nhưng đã đến lúc phải ghi thêm hai chữ là tạm biệt. Đời thì vẫn là đời, nếu mày sống mà không biết đời thì mình sẽ sống như thế nào? Trong khi tương lai mày chưa có lỗi thì sẽ giống như trang giấy mình đang cố gắng viết, nhưng đã đến lúc phải ghi thêm hai chữ đó là tạm biệt.